Đây là chiếc sáng cạp đang dắt luồng để cho tàu buôn chạy nha các bạn. Đây là chiếc dắt luồng. Còn phía trong đó xa đằng kia có một chiếc Nhân Phúc kìa. Đây là chiếc tàu buôn đang chạy vô trong cảng Bến Nghé vậy đây các bạn. Chiếc tàu buôn này chuẩn bị chạy ngang cầu Phú Mỹ nha. Đây là trên màn nhỏ các bạn đang xem là cái cầu Phú Mỹ. Hiện tại xà lan mình đang đi cái xuất phát từ Cần Thơ tới Bình Dương, đó là hôm nay mình đi lên tới Sài Gòn rồi nha quý vị. Hai chiếc xà lan nó đang chạy đua các bạn ơi. Hai chiếc đang chạy song song với nhau. Quay là chiếc tàu buôn các bạn. Quay chiếc tàu buôn nó to hơn, xem nó đãng mắt hơn. Thì chiếc tàu buôn này cũng nhỏ đó các bạn ơi. Hai chiếc xà lan nó chạy sát nhau luôn các bạn. Hai chiếc xà lan nó là chạy ép một bên thôi, cái chiếc tàu buôn này nó đi nè. Tàu buôn này đi trong cái luồng của tàu buôn. Xà lan không dám chạy vô, mình cũng đang tấp một bên để cho tàu buôn nó chạy nè. Các bạn xem cái cây cây đèn chuỗi đèn mũi của chiếc tàu buôn này nha, sát bên cầu luôn. Ở xa mình thấy gì chứ nó cao lắm bạn ơi, ở trên này nè mới mới cao đây các bạn. Phía chốc chốc ở trên đó có cái cục gì trồng trồng ngộ quá các bạn ơi. Cục gì lạ quá à, mình không biết luôn. À các bạn ơi, xem nè, rất là cao nha, sát bên cầu luôn nha. Bạn nhìn thấy cái bô máy kìa, cái bô ống xả của chiếc tàu buôn. Wow, khoảng cách rất là xa các bạn ơi. Mình vô được tới cái cảng Bến Nghé các bạn ơi. Mình thấy con tàu buôn này nó cập cảng nè, khá là to nên mình quyết định mình lấy máy mình quay ra chia sẻ các bạn xem nha. Đây là cái cổng của bến cảng này các bạn.
đường tắt này mình mới đi đây bạn chỉ tập mà phía trước nó có cái một cạnh đấy à, thấy không, một cạnh đó một cánh nha, cà rồi mình thấy còn mới lắm các bạn ơi. Thì từ hôm tết tới nay mình đi Hà Tiên, với mình đi lòi sỉ vòng vòng ở dưới Cần Thơ về Hậu Giang các bạn. Thì chuyến này chuyến đầu tiên mình đi Bình Dương nha, đầu tiên trong năm mới á, đầu tiên năm mới mình đi Bình Dương. Thì hôm tết giờ mình không có quay được mấy cảnh Tà Buôn và mấy cảnh ở Sài Gòn cho các bạn xem. Thì hôm nay mình có dịp đi lên Bình Dương giao hàng, mình tiếp tục quay cảnh tàu và cảnh ở Sài Gòn sông nước cái rộng rãi, nhìn thấy tàu bè nó to hơn, nó nhiều hơn mấy cảnh ở dưới đường Hà Tiên nha các bạn. Thì mời các bạn cùng xem nha. Đây các bạn, mấy anh ở cảng đang cẩu cái thùng container lên. Bốn cái tay thì hai bên nó dẫn lên quá đỉnh luôn. Không biết cái anh thợ cẩu anh ngồi chỗ nào luôn bạn, không thấy luôn nha. Mình đoán chắc anh ngồi trong cái thùng đó các bạn ơi. Ở bên đây có một chiếc của xe lan của tăng cảng đây, xe lan này dài chắc khoảng 70 mét lên các bạn. Thì mình thích đi cái tiếng trên này, tiếng Sài Gòn các bạn, mình sẽ quay được những cái thước phim và những cái con tàu và những chiếc xe lan siêu khủng không các bạn ơi. Là mình thấy làm việc là rất hiệu quả nha, trẻ mới xíu bỏ xuống được thùng công rồi các bạn, nên chuẩn bị gấp thùng thứ hai đó. Thì dài mấy cái bến ở này thì bến cảng trống nha, chưa có tàu đậu, thoáng mát rộng rãi. Và thì ra là những cái cẩu này người ta bật lên được đây các bạn. Đây nè, ở cái cổng lên chợ kia nè. Đó, lần này lần đó là chưa có bật lên đó. Thì chắc người ta bật lên để gì đây, để cho cái bến này nó trống để cho tàu buôn chuẩn bị cập cảng gì đây các bạn. Đây, bật lên đó. Đằng đó bật lên luôn các bạn. Còn ở đằng kia là đang cẩu hàng ra nó như vậy đó các bạn. Các bạn thấy là cái chiếc tàu buôn nổi cập cảng là cái nóc mùi của tàu buôn nó cọ trên luôn, sát bên trên luôn đó các bạn. Đây mình sẽ đón là mấy anh từng cẩu ở đằng này dựng lên gì để chuẩn bị đón những cái chiếc tàu buôn chuẩn bị cập cảng nha. Đây mình đón là gì, ở phía trên bờ đây là các bạn xem là có những thùng container chắc đóng chẳng khá nhiều các bạn. Thì bến cảng này là người ta chuyên bốc vỡ những cái thùng container, những chiếc tàu buôn lên hàng quá từ nước ngoài về. Hôm nay trong mấy cái cảng trong này ít tàu buôn các bạn ơi, xà lan cũng ít đó, trống trải. Cái chiếc xe lan tăng cảng cái nó qua mặt mình lên thì khá là lẹ nha. Thì các bạn thấy đi được Sài Gòn thì xe lan to lắm, đi sân bự.
bên đây vẫn có là một chiếc tàu buôn đang đậu neo phao đây các bạn, đang buộc phao đây. Mình thấy thì cái chiếc tàu này cũng còn khá là mới nha. Cái mùi nó ốm nhách thì các bạn ơi, mùi ốm nhách nhôm câu rút ở trên kìa, mình cũng ngộ nghĩnh lắm. Thì cái đoạn ở ngoài dập từng ngoài nước, ngoài tàu vô nước rất là trong các bạn, nước mặn vô tới trong Sài Gòn chỗ này thì nước này nó màu đổi màu các bạn ơi, sấm sịt rồi, màu như nước vàng vậy. Và mé bên đó có một cái hình khẩu đang khẩu container trên cảng bỏ xuống xà lan đấy các bạn. Hay là cẩu xà lan lên các bạn ơi. Thôi mình nhầm, xin lỗi nha. Đang cẩu mấy thùng container ở dưới xà lan bỏ lên cảng nha. Bạn thấy mấy anh tại cẩu thùng container ở đây thì cái độ chính xác của tay nghề của mấy ảnh là chắc là đỉnh nha. Anh bỏ cái là ngay chốc. Để các bạn xem nha, không cần người dĩnh luôn các bạn, tại thiệt. Đó, chuẩn bị từ hạ xuống đấy. Có một anh lại dĩnh các bạn ơi, lại đưa điều khiển, lại sửa cho nó ngay móc là sao đó. Anh chỉ ra dấu thôi các bạn ơi. Xa quá mình quay không có rõ. Mình quay mấy cái cảnh mà sông nước như vậy đây, mình có thể ghép nhạc vô thấy cái video nó sinh động hơn các bạn. Nhưng mà mình không có biết đường ghép nhạc mà. Mình quay sao mình để vậy mình. Wow, phía trước kia có một chiếc xà lan đang chở bùn nước mà. Chạy ngoài em, chạy ngoài theo chiếc tăng cản đó. Bên thằng kia đi, bên kia luôn rồi đó, đi bên kia luôn đi.